Pin nuôi nguồn chống đen giới thiệu dòng pin sạc lithium ion với mã sản phẩm Panasonic NCR18650BF. Đây là một viên pin chính hãng có xuất xứ Nhật Bản, made in Japan. Điện thế là 3.7V, dung lượng 2900mAh, kích thước khoảng 18mm x 65mm cho một viên và dòng xả là đít sạc 10A. Viên pin này được cấu tạo đầu bằng. Chúng ta có thể sử dụng với nhiều cách khác nhau. Có thể sử dụng trơn như thế này, đưa thẳng vào các thiết bị để xài, hoặc là bấm thép hai đầu, dây sắt, hoặc là đóng ghép thành từng khối. Thì bên chúng tôi có nhận đóng ghép thành từng khối thay pin cho các thiết bị máy khoan, máy bắt vít hoặc các thiết bị chuyên dụng của máy khoan y tế. Hàng chính hãng có bán tại 1165 Trần Đạo, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Giao hàng tận nơi toàn quốc, dù chỉ một viên cũng giao tính phí, giá giảm cho khách mua số lượng nhiều. Vui lòng gọi 0909 911 096 hoặc 0903 352 340. Xem thêm tại website pinnuôi nguồn.vn hoặc pinnuôi nguồn.com. Xin cảm ơn.